Những bí mật về 12 con giáp tiết lộ tính cách chuẩn đến 99%. Mỗi người trong chúng ta đều cầm tinh một con giáp khác nhau, luôn sẽ có những nét tính cách riêng biệt. Đây là điều làm nên sự thú vị độc đáo của mỗi người. Vậy bạn cầm tinh con gì? Hãy khám phá những ưu nhược điểm của mình nhé! Người tuổi Tý thích mềm không thích rắn, thường mạnh miệng nhưng cực kỳ khẩu xà tâm Phật, là người rất lạc quan nhưng lúc đau thương thì cũng cực kỳ bi quan, luôn thiếu cảm giác an toàn, sống hơi cảm tính, thường sợ sai mà không dám nói ra lời trong lòng, dễ bị người khác lừa gạt, hay mềm lòng, nhạy cảm, ưa sạch sẽ, sợ bị tổn thương, luôn tỏ ra mạnh mẽ để che giấu sự cô đơn, lạnh lùng trước mặt người lạ nhưng rất sôi nổi với người quen. Biểu hiện kiên cường nhưng kỳ thực là người yếu đuối, dễ bị hiểu lầm nhưng không muốn giải thích. Người tuổi Sửu tâm trạng thất thường, hay tự làm mình ức chế, rất chung thủy trong tình cảm, đã thích ai thì dốc hết lòng, tính tình có phần lãnh đạm và kiêu ngạo, rất nhiều thứ cảm thấy chướng mắt, sợ cô đơn, có thói quen chỉ nghe một bài hát yêu thích mãi không chán, cố chấp và rất để tâm đến người yêu, không dễ dàng buông tay. Lúc cãi nhau với người khác thường tỏ ra độc tài và bề trên, nhưng xong chuyện lại hà mình làm hòa, thích đóng vai kiên cường để mọi người nể phục và trân trọng, luôn tự cảm thấy bản thân đủ tốt. Người tuổi Dần tính cách quật cường, thà đắc tội chứ không nhận sự giúp đỡ của người mình ghét, thẳng thắn, chính trực, ghét bị lừa dối, thái độ hơi lạnh lùng, không thủ dai nhưng không biết xoay chuyển tình thế, gặp chuyện thường do dự, thiếu lựa chọn, thiếu nhẫn nại với những chuyện vụn vặt, dễ bỏ cuộc, tâm lương, thiện, thích giúp người, cho dù không thích cũng tận sức hoàn thành, mềm lòng, dù bị tổn thương nhưng nếu đối phương nhận lỗi sẽ sẵn sàng bỏ qua. Trước mặt người lạ rất yên tĩnh nhưng lại vô cùng náo nhiệt với người thân, tính cách thất thường nhưng giỏi che đậy, không dễ biểu lộ nội tâm và tính cách ra bên ngoài. Người tuổi Mão thích giả vờ kiên cường và lạnh lùng để người khác không thể nhìn thấu tâm tư, thường che giấu đau thương nhưng lại mong người khác nhận ra và an ủi, đem đến cảm giác an toàn, thích ảo tưởng, mong có người hiểu mình, yêu mình và cho mình những thứ mong muốn, lãng mạn, gần gũi, quan tâm tinh tế đến người yêu. Bên ngoài thường có tính trẻ con nhưng nội tâm rất chín chắn, sợ bị bỏ mặc nhưng quan tâm người khác lại không biểu hiện ra, nhiều bí mật trong lòng chỉ chia sẻ với người thân thiết nhất, tình cảm tiến triển chậm, rất điềm tĩnh trước người lạ, có chuyện vui sẽ nói không ngừng nhưng khi buồn lại khóc một mình. Người tuổi Thìn tính cách bá đạo và thích kiểm soát nhưng kỳ thực là do thiếu cảm giác an toàn, muốn được ở vị trí chủ đạo và được tán thưởng, ưa sạch sẽ nhưng bản thân lại chưa sạch sẽ, hay suy nghĩ lung tung, tính cách khá cực đoan, có sở thích ngủ nuôi, dễ cảm động và mau nước mắt, thích tiếp xúc cơ thể với người yêu, hơi bi quan, tính ỷ lại mạn, cố chấp, hà khắc và theo đuổi chủ nghĩa hoàn mỹ, thường tỏ thái độ không quan tâm nhưng trong lòng lại rất chú ý, biểu hiện mạnh mẽ nhưng nội tâm cực kỳ yếu đuối cô độc. Người tuổi Tỵ nhạy cảm, đa nghi, hay suy nghĩ lung tung và thích bới lông tìm vết, lạnh lùng, cho dù trong lòng dậy sóng cũng tỏ ra rất lý trí, sợ mất mát và luôn giữ khoảng cách khó gần, rất trọng sĩ diện, dù tổn thương cũng luôn tỏ ra mạnh mẽ, thiếu nhẫn nại, hơi ích kỷ, ghét chờ đợi, làm mọi thứ vì người yêu, cho dù đối phương đang lợi dụng, theo đuổi sự hoàn hảo, chuyện gì cũng hy vọng làm đến tốt nhất, thích sự thật và khá cầu toàn trong công việc, nội tâm ôn hòa và lương thiện, luôn sẵn sàng bên cạnh giúp đỡ bạn bè. Người tuổi Ngọ biết nghĩ cho người khác, sẵn sàng thay đổi bản thân để phù hợp với đối phương. Bên ngoài biểu hiện thân thiết nhiệt tình, cư xử nhã nhặn với người ngoài nhưng tỏ ra dễ nóng giận với người mình yêu thương. Thích ngủ, không quan tâm đến xung quanh, chỉ cần bản thân thoải mái, lười biếng và tùy ý. Làm chuyện gì cũng mong nhẹ nhàng thuận lợi, nhát gan, sợ thất bại nhưng lại tỏ ra giỏi giang. Trân trọng tình bạn, nhẫn nại, có chuyện cũng giữ trong lòng một mình chịu đựng, không thích tranh đoạt, cho rằng cái gì của mình thì không cần tranh giành. Người tuổi Mùi dễ quên, không thích ghi thù hận trong lòng, cố chấp bi quan, theo đuổi sự hoàn mỹ, ưa sạch sẽ và có tính áp đặt, thích yêu thầm rồi tự suy tư phiền não, dễ cảm động, tâm tư tinh tế, không thích tính toán, so đo với người khác, phân rõ trắng đen, thích được khẳng định và tín nhiệm, ghét người mưu mô, yêu tự do, thích thử thách, ghét bị áp đặt và ràng buộc,
tính cách hơi cực đoan và có phần khép kín, khao khát được thấu hiểu, rất xem trọng ấn tượng ban đầu. Người tuổi Thân thích mềm mỏng, thường nói lời khó nghe nhưng tâm địa lương thiện, lạc quan lẫn bi quan, thiếu cảm giác an toàn và hơi cảm tính, luôn ra tay giúp đỡ bạn bè nên cũng dễ bị lợi dụng và lừa gạt, sợ bị tổn thương, lạnh lùng với người lạ và vui vẻ với người thân, thích đóng vai kiên cường, nhưng kỳ thực rất yếu đuối, đa sầu đa cảm, thường day dứt chỉ vì một chuyện nhỏ, lòng tự tôn mạnh nhưng thiếu tự tin, lười biếng, thích ngủ và ngồi thẫn thờ một mình, thích tiền nhưng không để tâm lắm, ghét phải làm những chuyện không có ý nghĩa, thích trêu ghẹo người khác, sợ lạnh nhạt. Người tuổi Dậu thù dai, dễ đắc tội người khác và cũng không quên kẻ đắc tội mình, tức giận không đáng sợ, im lặng mới đáng sợ, thần bí nhưng luôn hy vọng người khác hiểu nội tâm mình, trực giác nhạy bén, không dễ bị trêu chọc hay lừa gạt, dám yêu dám hận, sẵn sàng cho đi nhưng lại dễ mù quáng, bị động, chờ đợi người khác mở lời trước, rất lạnh lùng với người đã không còn hứng thú nhưng lại xử sự tình cảm với người yêu, lòng chiếm hữu mạnh và ghét chia sẻ, có sức hấp dẫn riêng, cá tính và sâu sắc. Người tuổi Tuất thích đơn giản, ghét cảm giác mệt mỏi và phiền phức, hay quên nên không thủ dai, chỉ cần đừng chạm đến giới hạn thì mọi chuyện đều cho qua, bác học và có chí phấn đấu, chịu khổ và nỗ lực đạt mục tiêu, luôn đền đáp ấp bội với người tốt với mình, giỏi lập kế hoạch, cố chấp, biết rõ là sai nhưng vẫn kiên quyết đi tiếp, ghét phải đưa ra quyết định, thích cười nên được mọi người đón nhận và yêu mến, yêu ghét rõ ràng, người mình không thích sẽ không cho bất cứ cơ hội nào nhưng luôn rộng lượng với người mình thích. Người tuổi Hợi thích ăn uống, ưa thưởng thức các món ngon, tính cách bá đạo và lòng chiếm hữu mạnh, lười, rất ghét chuyện phiền phức, thích chọc tức người khác và tỏ ra đắc ý, cưng chiều bản thân, dễ xấu hổ, gặp người mình thích lại tỏ ra xa cách, ngoài lạnh trong nóng, cố chấp không giỏi ứng biến, rất dịu dàng, thường quan tâm và chăm sóc chu đáo cho người yêu.